và cùng một vài thế hệ đàn em thực hiện một cái MV đầu tay cho em học trò của mình. Đứng lên luôn. Mà cái tưởng tượng như ví dụ như là mình đi ra sa mạc ha, thì cái mồ hôi của mình nó sẽ bốc hơi ra, nhưng mà sau đó thì mình không có tắm được, cho nên là cái mồ hôi mình nó thấm ngược vào trong, rồi mình ra lại bước ra sa mạc, cái nó lại chảy ngược ra ngoài, nó cứ làm vậy lặp lại 3-4-5 lần gì đó mọi người. Em thấy MV này hay lắm, nhân đạo nhân văn lắm, không có gì để chê. Chụp lại quăng luôn đi.